Ngày 7 tháng 10, Công an quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang tiến hành lấy lời khai đối tượng Lê Hoàng Vũ, sinh năm 1996, ngụ quận Tân Bình, để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Đây là đối tượng đã manh động dùng dao đâm liên tục khiến một công an bị trọng thương. Trước đó, sáng ngày 6 tháng 10, Thượng úy Nguyễn Đức Bằng, cảnh sát khu vực phường 10, quận Tân Bình xuống địa bàn làm nhiệm vụ và phát hiện Vũ có dấu hiệu nghi vấn sử dụng ma túy nên mời về công an phường. Tuy nhiên, Vũ không chấp hành mà còn lớn tiếng quát tháo. Sau đó, Vũ rút dao lao vào tấn công, đâm trúng đùi Thượng úy Bằng. Thượng úy chạy đi và tri hô người dân xung quanh trợ giúp, nhưng Vũ vẫn điên cuồng đuổi theo, đâm nhiều nhát trúng vào lưng, cổ, hông và mặt cảnh sát khu vực. Tiến hành khám xét nơi ở của Vũ, lực lượng công an đã thu giữ một số tang vật chứng minh Vũ đã sử dụng ma túy. Riêng đối tượng Vũ, đến sáng ngày 7 tháng 10 vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, la hét và có thái độ chống đối.